Vâng, xin chào mọi người. Mọi người nhìn đấy, sầu riêng, đất đỏ Ba Gian, vườn vải và cà phê, kín vườn trồng cây luôn mọi người, với cái giá rất rẻ thôi. Thời tiết ở đây thì mát mẻ quanh năm, có nhà xây nhỏ, ao nước, suối, đầy đủ hết mọi người. Cách quốc lộ 14 chỉ khoảng tầm 5 đến 6 km thôi. Xã Lâm Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Thời tiết mát mẻ ở đây thì như Đà Lạt luôn mọi người. Mọi người nhìn đó, đây là vải này, vải cũng khá lớn rồi. Mình thấy là trồng khá nhiều vải, cà phê và sầu riêng. Chủ nhà đang làm bồn cho cà phê, đất đỏ au luôn mọi người. Ở xe đây là xe ô tô của mình, xe ô tô là đi đến giữa đất nhé. Nói chung là đường thuận tiện lắm, cách đường nhựa chỉ khoảng tầm 1 km đến 1,5 cây thôi. Mà đường đi không có gồ ghề, không có dốc cao, nên là mình nghĩ là có thể xe 5 chỗ cũng vô tận nơi được luôn. Đây là cái nhà xây nhỏ này, ao nước, ở cuối đất thì có suối. Mình cho mọi người nhìn cái tổng thể ở tầm thấp trước nhé, tí nữa Vương sẽ bay cao hơn và vẽ hình lô đất cho mọi người xem. Diện tích là 3 hecta với cái giá chỉ có 600 triệu thôi. Lô đất này quá rẻ luôn mọi người. Nhưng mà cái pháp lý của nó đấy thì hiện tại thì chỉ mới có trích nục thôi mọi người nhé, trích nục bàn giao về chỗ xã thôi. Chưa ở đây thì mình thấy là khu vực này chưa được cấp sổ. Mình thì mình thấy là dân thì toàn bộ là không còn đường đâu, dân canh tác đã từ lâu hết rồi. Và đất đã có trích nục. Rồi hiện tại thì mọi người cứ phải đi thăm dò lại xem đã có thể làm được chưa. Nhưng mà theo mình biết sơ lược đấy thì vùng này là chưa được cấp sổ. Đây, như mọi người nhìn ấy, cái nhà xây tôn cũng khá còn ở tốt nhé. Có ao nước kế bên. Thế đất thì phần trên này là khoảng tầm hơn một nửa, thì mình thấy là bằng thoải rất đẹp. Nói chung kín đất thì đã có vải hết rồi, cà phê và một ít sầu riêng. Chủ nhà trồng là sen bắp vô nữa nhé, bắp thì cây ngắn ngày thôi. Chỗ nào dốc nhiều thì chủ nhà cũng đã tạo tắp ly rồi. Mọi người nhìn ở cái phần mà bên phải của lô đất ấy, tí nữa Vương sẽ quay kỹ hơn. Tổng diện tích là 3 hecta, đã có trích đục, với cái giá là chỉ có 600 triệu thôi mọi người. Xã Lâm Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Giờ thì Vương quay dưới đất cho mọi người xem nhé. Đây là xe ô tô của Vương. Xe ô tô là đến tận nơi, xe bán tải, nhưng theo mình nghĩ là xe 5 chỗ cũng có thể tới tận nơi luôn. Tại vì mình nhớ là cách đường nhựa hơn một cây này thì đường đi bằng và không có chỗ nào là thấy gồ ghề hết. Thông tin của lô đất ấy thì Vương sẽ để ở trong cái phần mô tả nữa, cũng như là cái giá của lô đất này. Giá thì có thể giảm thôi, chứ ít khi nào có chuyện lên lắm, thì Vương sẽ cập nhật ở trong cái phần mô tả của video. Mọi người xem trong đó thì sẽ tổng quan hơn nhé. Lô đất nào Vương cũng không khoai giá hết, nhưng mà thông thường thì Vương sẽ để giá ở trong cái phần mô tả, để tiện là có thể là chủ nhà mà thay đổi cái giá bán ấy, Vương sẽ cập nhật dễ hơn. Và sau này ấy, ai mua đất ấy, thì nó cũng không có bị giá cả ở lô đất của mình ở trên mạng suốt, ảnh hưởng đến cái chủ sau, chủ mới về sau. Mọi người thông cảm, như lô đất này cũng vậy thôi. Hiện tại thì trích nục giờ chưa có sổ thì sẽ giá này, nhưng mà vô tình đến lúc một lúc nào đó người ta có thể làm sổ đó, thì tất nhiên giá trị của nó sẽ cao hơn. Mình thấy thì cái phần trên này thì tương đối là bằng này, ao nước, nhà cửa đầy đủ. Nhưng mà cái phần mà về gần suối đấy thì nói chung là khá dốc luôn mọi người. Chủ nhà cũng trồng cà phê rồi, cũng tạo táp ni để cho mọi người đi đứng lại dễ hơn. Nói chung thì lô đất này cũng là hệ giá là rẻ lắm mọi người. Chủ nhà rất kẹt nên mới bán giá này. Đất hoàn toàn là đất canh tác rồi, không có vườn rừng xung quanh, và cũng trên đất cũng không có vướng một cây rừng nào hết. Toàn bộ là đã trồng kín vườn. Đây là cây vải mọi người. Mình thấy là khá nhiều vải ở trên vườn này như thế này nhé. Thực tế thì mình cũng xin lỗi vì đã không hỏi cái số lượng của cây, nhưng mình chỉ biết là kín vườn khá nhiều vải, cà phê và một ít sầu riêng nữa. Mình nhắc lại thông tin của lô đất lần nữa nhé. Lô đất này diện tích 3 hecta, toàn bộ là đất đỏ Ba Gian, có nhà xây nhỏ, có ao nước, có suối. Đất thì hai phần thì bằng thoải, một phần thì dốc,
kín vườn cây là cà phê, vải và một ít sầu riêng. Xe con là 5 chỗ 7 chỗ vô tận nơi. Ở cách đường nhựa chỉ khoảng tầm hơn 1 km, cách quốc lộ khoảng tầm 5 đến 6 km quốc lộ 14A đấy mọi người, đường mà giao thông Nam Bắc. Video còn khá dài đấy, Vương sẽ quay chi tiết của nơi đất. Mọi người tiếp tục xem video nhé. Vương xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi.